Bốn thứ tiền không thể mua được. Ai ở đời cũng muốn hạnh phúc và sợ khổ đau. Người ta tìm kiếm cả đời để được hạnh phúc. Còn người tích trữ nhiều tiền bạc, của cải, danh vọng, kiến thức, tình yêu để hy vọng một đời được hạnh phúc. Người đời có lúc đã nói, còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Xưa này, ai cũng biết tiền bạc có sức mạnh dữ dội, cuốn hút mê đắm lòng người thay trắng đổi đen. Thế nhưng ở trên cõi đời này, dù có giàu có đến mấy, thì vẫn có bốn thứ không thể nào mua được bằng tiền. 1. Giấc ngủ an lành. Người ta nói tiền bạc có thể tạo lập món ăn ngon, nhưng không mua được sự ngon miệng. Tiền bạc có thể tạo dựng được phòng ngủ sang trọng, nhưng không thể nào mua được giấc ngủ ngon. Tiền bạc có thể xây dựng được căn nhà lộng lẫy, nhưng chưa chắc đã tạo được mái ấm hạnh phúc. Cũng vậy, danh vọng cao tột chưa hẳn đã tạo được sự kính trọng chân thành, chưa chắc có được an lành hạnh phúc, mà còn gian nan khổ cực khôn xiết. Cuối cùng, rất nhiều người thấy khi họ đã nhiều tiền và danh vọng, họ cảm nhận hạnh phúc vẫn là một thứ xa vời và viển vông. Để có một giấc ngủ ngon, bạn cần phải luyện tập việc đi ngủ thành thói quen tốt. Người mắc các chứng rối loạn giấc ngủ, khó ngủ thường có nhiều nguyên nhân khác nhau. Trung bình một người một ngày nên ngủ khoảng từ 7 đến 8 tiếng là tốt nhất. Bạn nên tập thói quen đi ngủ đúng giờ cho bản thân và thức dậy vào khoảng một thời gian nhất định. Vào những ngày đầu, bạn nên đặt cho mình một chiếc đồng hồ báo thức. Thời gian lâu dần, bạn không cần sự tác động từ chiếc đồng hồ đó nữa mà vẫn có thể dậy một cách đúng giờ. Việc làm này giúp cho bạn tăng cường thêm chức năng sinh học và dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Để có một giấc ngủ ngon, bạn cần chú ý đến một số yếu tố khác như phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, nệm với độ đàn hồi phù hợp, chăn gối sạch sẽ, ánh sáng của không gian phải có độ sáng vừa phải, không gian phòng ngủ yên tĩnh, không có người làm phiền qua lại, phòng ốc phải thông thoáng nhưng không được có gió lùa. Nhiệt độ phòng ngủ ở khoảng 24 độ C là mức độ hoàn hảo nhất để một người có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ ngon. 2. Thân hình khỏe mạnh. Những lời cuối cùng của Steve Jobs, người sáng tạo ra Apple, để lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Ông nói, tôi đã đạt đến tột đỉnh của thành công trong con mắt của người khác. Cuộc đời của tôi là một biểu tượng của thành công. Tuy vậy, phía sau của công việc, tôi có rất ít niềm vui. Tài sản của tôi cuối cùng cũng bình hóa với tôi. Trong lúc này, trên giường bệnh, hồi tưởng về cuộc đời, những lời khen ngợi, tự cao, tự hào về tài sản. Nhưng tôi cảm thấy thật vô nghĩa, trương tử thần, cái chết trong bóng tối. Khi nhìn ánh đèn màu xanh và tiếng ồn ào của máy dưỡng khí, tôi cảm nghiệm được những hơi thở của tử thần rất gần kề. Bây giờ tôi mới hiểu thấu, nếu một lần bạn đã có tiền đủ cho cuộc đời của bạn, bạn hãy theo đuổi một mục đích khác không liên quan đến tiền bạc. Nên tìm một điều gì quan trọng hơn, ví dụ như nghệ thuật, ước mơ tuổi thơ. Đừng làm nô lệ cho vật chất giàu sang, vì nó sẽ biến bạn thành một người yếu ớt như tôi. Thượng đế tạo dựng chúng ta để cảm nghiệm được tình yêu trong tim, chứ không phải những ảo tưởng về tiền tài, danh vọng như tôi đã làm trong suốt cuộc đời và không thể nào đem đi được. Tôi có thể mang theo được những kỷ niệm của tình yêu thương. Đây mới chính là sự giàu sang có thể đồng hành với bạn, là sức mạnh, là ánh sáng, soi sáng cho bạn tiến tới. Tình yêu có thể đi hàng ngàn cây số, và chính vì thế cuộc đời không có giới hạn. Đi đến nơi mà bạn muốn, cố gắng lên để đạt được những mục đích. Tất cả là ở trong tim và trong lòng bàn tay của bạn. Chiếc giường nào là đắt giá nhất trên đời, đó là giường bệnh. Vì nếu có tiền
bạn có thể mướn tài xế để lái xe cho bạn, nhưng không thể nào dùng tiền để thuê người mang bệnh cho bạn. Mất tài sản, mình có thể tìm lại được. Có một thứ đã mất thì không thể nào tìm lại được. Đó là sự sống. Dù đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời, cuối cùng tất cả phải đối diện khi bức màn sự sống kéo xuống. Làm ơn, hãy nâng niu và nhận thức được giá trị tình yêu gia đình, tình yêu bạn đời và tình yêu bạn hữu. Gìn giữ sức khỏe. Bài học rút ra ở đây là gì? Sức khỏe là vô giá. Mọi thứ bạn có thể mua được bằng tiền đều không có cái giá nào cao hơn chiếc giường bệnh của bạn. Vậy nên, để tận hưởng niềm hạnh phúc giản đơn nhưng lâu dài, hãy giữ sức khỏe. Có một sự thật là tiền có thể được dùng để mua bảo hiểm và thuốc men, nhưng nó không thay thế được sức khỏe tự nhiên một khi nó biến mất. Cùng một thời điểm, chúng ta có thể tập thể thao, ăn uống lành mạnh hơn là việc dùng thuốc để trị bệnh. Vì chữa bệnh mà hy sinh tiền tài, vì lo lắng tương lai nên không cách nào hưởng thụ hiện tại. Cứ như vậy mà không cách nào sống cho hiện tại. Khi còn sống, họ quên rằng cuộc đời là ngắn ngủi, đến khi chết mới phát hiện mình chưa một lần sống thật tốt. 3. Nội tâm lương thiện, thuần khiết. Doanh nhân nổi tiếng tại Mỹ, Richard DeVoe đã từng nói: tiền tài không thể nào mua được sự thanh bình trong nội tâm. Nó không thể nào chữa trị mối quan hệ bị xé rách hoặc làm cho cuộc sống không có ý nghĩa trở nên có ý nghĩa. Nhiều người cho rằng sống lương thiện có phần là ngốc nghếch, nhưng sự thật thì người lương thiện, họ không tranh giành hơn thua, không thể hiện mình để chiếm lợi lộc, nên họ chọn cuộc sống bình yên. Những người sống lương thiện, họ không so đo, tính toán, không tự cao, tự đại. Đây chính là bản tính đáng trân quý của con người. Những người sống càng lương thiện thì càng có nhiều phúc báo. Cổ nhân cũng có câu: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Con người trước hết phải tu được thân, sau đó mới có thể nghĩ đến làm chủ một gia đình, rồi đến chủ quốc gia và thiên hạ. Tu thân là gốc rễ của một con người, mà muốn tu được thân thì trước hết phải biết trân trọng chính bản thân mình đã. Đúng như vậy, chỉ khi bạn tự bồi dưỡng bản thân thành một người tốt, sống trung thực với chính mình thì mới có thể trung thực với người khác. Bản thân bạn có được hạnh phúc với con người bên trong của mình thì bạn mới có thể có được hạnh phúc dài lâu với bất kỳ ai đó. Phải tạo ra sự ổn định trong cuộc sống của mình trước, rồi mới nghĩ tới chuyện chia sẻ cuộc sống đó với người khác. Yêu lấy những gì mình đang có, những thứ mình đạt được thì bạn sẽ dễ dàng cảm thông và tôn trọng những thứ mà người khác không có. Người thông minh luôn biết cách đối mặt với khó khăn, dù gặp trở ngại thì họ cũng không dễ gì dao động. Kể cả là đối diện với thiên tai không có cách nào giải quyết thì họ cũng vui vẻ chấp nhận thiên mệnh. Trang Tử đã từng nói: mọi suy nghĩ đều nằm ở trong tâm, vui sầu là không thể nào tránh khỏi, chỉ bằng chọn vui để sống tốt. Hay lại có chuyện ông tái mất ngựa, sao biết được đó là họa hay là phúc. Vậy mới nói, ở đời buồn vui là lẽ tự nhiên, thay vì gò ép mình phải luôn vui hay phải vượt qua được tất cả khó khăn, thì nên học cách đối mặt với chúng. Làm sao để tâm mình thanh thản nhất thì cuộc sống mới thoải mái. Chẳng thế ngày nay mà thế hệ trẻ lại có câu: tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cuối cùng nhưng cũng là quan trọng nhất, điều khiến bạn trở thành một con người đáng được tôn trọng chính là cái tâm. Trang Tử đã từng nói: để cho tâm hồn trống rỗng, ta có thể cảm nhận được hư vô, đưa ta vào trạng thái im lặng, lòng ta trở nên thanh thản. 4. Gặp được người hiểu mình. Có nhiều người than rằng nhịp sống hiện đại quá gấp gáp,
khiến cho họ không thể nào tìm được người hiểu mình. Có người thì bảo cuộc đời này đứng mong tìm được tri âm, tri kỷ, cái gì đã thuộc về dĩ vãng. Người tri kỷ của bạn không nhất định là thập toàn, thập mỹ, chỉ là họ có thể lắng nghe được trái tim, có thể thấu hiểu từ sâu thẳm trong tâm hồn, có thể nhìn thấy hết thảy mọi điều trong tâm tư của bạn ở trước mặt họ. Bạn chính như một vật trong suốt, bạn đang nghĩ gì, thích gì, yêu gì, họ đều biết hết. Ở bên họ, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm, không có buồn phiền, lo lắng ở trong tâm, cũng cảm thấy rất an toàn. Khi tâm trạng của bạn không tốt, họ sẽ kiên nhẫn mà an ủi bạn, dùng đủ lời nói hài hước để bạn cảm thấy vui. Khi không gặp được bạn, họ sẽ nhắn tin cho bạn, gọi điện cho bạn, sẽ không để bạn cảm thấy cô đơn và buồn tẻ. Nói bạn hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, chú ý an toàn, gửi những tin nhắn hóm hình cho bạn, chọc bạn cười vui. Những lúc vui vẻ đi bên bạn, họ sẽ không để cho bạn cảm thấy hai người có một khoảng cách xa xôi, mà khiến bạn cảm thấy tâm hồn của hai người đồng điệu với nhau. Khi bạn gặp phải những buồn tủi trắc trở, họ sẽ không nói lời tổn thương mà chỉ dỗ dành bạn khắc phục khó khăn, học cách kiên cường, dũng cảm để vượt lên nghịch cảnh. Người hiểu bạn là người lý giải được nỗi lòng của bạn, là người cảm thông, có tình yêu thương đối với bạn. Khi bạn vui mừng, họ cũng sẽ vui mừng, cùng chia sẻ niềm vui với bạn. Khi bạn buồn phiền, họ cũng sẽ buồn phiền cùng bạn, nhưng sẽ không tùy tiện nói ra mà cố gắng giúp bạn giải trừ phiền não. Một đời có thể gặp được người hiểu bạn là rất khó, cũng cần có duyên, có phận. Nhưng nếu gặp được rồi, hai bên nhất định phải biết trân quý nhau. Người hiểu bạn nhất, trái tim của họ sẽ luôn mãi ở bên, âm thầm lo lắng và che chở cho bạn, cố gắng hết sức, không để cho bạn chịu bất cứ tổn thương nào. Nghe và suy ngẫm, xin được cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian để theo dõi video này. Các bạn nhớ like, share và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi chia sẻ bài học cuộc sống, giá trị tích cực tới cộng đồng. Cảm ơn các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại.